Ngày 9 tháng 1 năm 2023, huyện Chư Quynh đã tổ chức lễ đón nhận 145 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2023. 145 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đợt này thuộc các đơn vị Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5, Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự đợt này đã được học tập, giáo dục, rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng, trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, quốc phòng, huấn luyện, chiến thuật, phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo huyện Chư Quynh tin tưởng các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và hăng hái lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.